Xin chào tất cả mọi người, mình là siêu sao ăn mặc Mai Thanh Hà đây. Mọi người ơi, sau một kỳ nghỉ dịch dài rất là dài thì hôm nay là cuối tuần, Thanh Hà quyết định sẽ cùng gia đình tới một cái quán tạp tựa trứng cực kỳ là dễ thương, đó chính là quán Winnie. Thanh Hà đã order rồi, cho nên bây giờ thì mọi người hãy cùng Thanh Hà đến từ 1 tới 3 để những món nước xuất hiện nha. 1, 2, 3, OK, bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm danh những món ăn ở trên bàn nha. Đầu tiên là lục trà táo, nghĩa là cái này nè. Cái thứ hai là trà sữa trân châu, cái này nè. Wow, có hình trái trứng rất là dễ thương luôn. Rồi, cái thứ ba là pudding tàu hũ matcha, cái dĩa đầy trân châu và một cái bánh hình tròn ở giữa. Cái thứ tư đó chính là sữa tươi pudding, và cái này nè. Wow, đẹp quá, màu vàng đúng màu Thanh Hà thích. Rồi, cái cuối cùng đó chính là kem sữa nguyên vị. Kem sữa nguyên vị như là cái này hả? Đây chính là kem sữa nguyên vị. Thì cái thực đơn này là của gia đình Thanh Hà, thì Thanh Hà đã xin phép ba mẹ là sẽ thử trước để review cho mấy bạn biết nè. Rồi, bây giờ Thanh Hà sẽ thử từng món trước nha. Cái đầu tiên Thanh Hà sẽ thử đó chính là cái này. Uống thử ngay trước nha. Cái này là lục trà táo. Chờ Thanh Hà sẽ thử. Mọi người, cái trà này nó còn có những miếng táo rất là nhỏ luôn nè. Vị trà của cái ly này thì rất là thanh mát và sảng khoái. Còn ăn kèm chung với táo nữa thì quá là đỉnh cao mọi người. Chấm điểm thì cái ly này sẽ cho 10 điểm nha. Rồi bây giờ Thanh Hà sẽ thử cái gì tiếp đây ta. Đây, Thanh Hà sẽ thử cái này. Đây là một trái trứng màu xanh ngọt. Nhìn nó bề ngoài thì giống như một trái trứng sắp nở ra, và mẹ của trái trứng này chính là cái bụng của Thanh Hà. Rồi, bây giờ Thanh Hà sẽ mở trái trứng. Ủa mà mở cái kiểu gì? Đây, xoay nè. Wow, trái trứng bể rồi. Trời, thơm quá, phải thử ngay mới được, không thể chần chờ được nữa mọi người ơi. Thử liền thôi. Trời ơi, rất ngon. Mọi người ơi, cái cục trân châu này nó to, mà nó to hơn cái cục trân châu bình thường nữa. Ăn cái cục trân châu này nó dai dai, ngọt ngọt, nhưng mà không ngọt quá, cũng bình thường thôi. Còn trà sữa thì nó cũng chỉ ngọt thanh thôi, chứ cũng không có ngọt quá, không có béo quá, nên Thanh Hà sẽ không sợ béo nữa nha. Ngon quá mọi người ơi. Nếu mọi người có tới đây, mọi người phải thử ngay cái món này, không phải chần chờ được hơn mọi người. Thanh Hà đẹp, có một bên ở đây. Bây giờ sẽ là một nhân vật rất là đặc biệt, đó chính là một món ăn. Đúng hai cái món của Thanh Hà nè. Và đây chính là món pudding tàu hũ matcha. Mà đúng là đúng thiệt chứ không có giỡn. Mọi người ơi, điều đặc biệt ở đây đó chính là quanh cái bánh này nó phủ kín hết trân châu ở trên này, và cái nước sốt của nó thì Thanh Hà nghĩ là nước sốt phô mai hoặc nước sốt kem nguyên vị hay gì đó. Thôi bây giờ Thanh Hà sẽ thử nha. Để Thanh Hà thử cái nước trước đã. Nước sốt của cái này chính là kem mọi người. Kem mà kem béo nữa mới ghê chứ. Ý chà. Đây. Trời ơi, ngồi sát lại ha. Mọi người ơi, nó ngon quá. Trời,
ăn nó tan dần trong miệng mà nó mềm 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 ngon quá. Vậy thì nàng sẽ thử trân châu thần thánh. Có vị matcha thanh thanh ngọt ngọt, còn có kem béo béo. Ăn cái kem này chắc về tăng 5kg rồi mọi người, nên ăn ít thôi. Trời ơi mọi người ơi, cái món này là một sự kết hợp rất là hoàn hảo. Cho nên anh Hà quyết định là chấm điểm cho cái món này 100 điểm. Món tiếp theo là đây. Mọi người có thấy gì không? Đây là sữa tươi pudding. Pudding ở đâu? Đây nè. Nếu mọi người nhìn kỹ, thiệt là kỹ, thì mọi người sẽ thấy cái pudding nó nằm ở đây nè. Anh Hà không biết cái này nó có ngon hay không nữa. Nãy giờ Thanh Hà thử 3 món rồi, cái món nào cũng ngon hết trơn. Chắc cái món này cũng ngon lắm đó nha. Hãy để Thanh Hà thử. Ủa, trời ơi, xém xíu nữa là đổ bể hết rồi mọi người. Giờ Thanh Hà sẽ uống thử nha. Cái món này thì nó ngọt thanh thanh một chút xíu. Và hồi nãy Thanh Hà múc được một miếng pudding, thì cái miếng pudding này nó cũng giống như cái này thôi, mềm mềm, tan trong miệng, rồi nó béo béo. Để bây giờ Thanh Hà sẽ lấy cái muỗng này để Thanh Hà múc cái pudding nha. Wow, đây nè mọi người, to quá vậy, to luôn. Giờ Thanh Hà sẽ ăn. Ngon quá mọi người, rất là ngon luôn. Pudding thì có cái vị béo béo, caramel, thịt này rất là thích. Trời ơi, ngon quá. Thôi, để gác qua một bên, bây giờ Thanh Hà sẽ thử món cuối cùng nha. Và bây giờ sẽ là món cuối cùng, đó chính là món kem sữa vị hồng trà nha. Đây, mọi người có thấy cái lớp kem nó dày đặc luôn nè mọi người. Trời, rất là... Ủa, mọi người, nó kem kem nó tràn tới đây nè. Nhìn rất là kích thích người uống. Và Thanh Hà thấy thì có nhiều bạn á, uống cream này bằng ống hút thì nó sẽ không được ngon cho lắm. Còn sau đây, với cái cách uống cream của Thanh Hà thì sẽ làm ngon hơn gấp trăm lần đó mọi người. Rồi bây giờ Thanh Hà sẽ uống nha. Coi chừng đổ bể nha. Lớp kem này nó dày quá nên là sippy cho Thanh Hà dùng ống hút nha. Nhưng mà trước khi mà uống á, thì Thanh Hà sẽ nhận xét cái phần kem trước. Nên là cái phần kem này thì không thể nói được nữa. Thanh Hà chỉ có 3 từ để nói cái phần kem này thôi. Đó chính là béo, thơm, ngậy, chấm hết. Bây giờ Thanh Hà sẽ uống nha. Sao nó không hút được khói kem? Vị trà thanh nhẹ, nồng chút xíu. Còn phần kem thì béo béo thì khỏi nói rồi. Hoa cái này hòa quyện vào thì đỉnh cao. Và sau một hồi thử 5 món liên tiếp thì Thanh Hà thích nhất đó chính là món hay được dài dòng nữa, đó chính là món này. Đây, cái món này nè mọi người, Thanh Hà rất là thích luôn. Mọi người biết tại sao mà Thanh Hà thích cái món này không? Bởi vì trong cái sữa tươi này thì có trân châu nè, pudding nè, với lại nó để trong một quả trứng rất là dễ thương nên Thanh Hà rất là thích. Thôi mọi người ơi, em của Thanh Hà đòi uống nãy giờ rồi nên bây giờ Thanh Hà sẽ bưng cái này ra cùng với gia đình thử nó nha. Và mọi người đừng quên bấm like, subscribe, mà nếu có yêu cầu gì cho Thanh Hà thì hãy comment ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.